Chào các bạn, hôm nay giới thiệu các bạn cách sử dụng máy tính bỏ túi Epic 880 BTG để tìm cực trừ hàm số bậc 3. Cụ thể ta sẽ kết hàm số x sơ lập trừ 3 x sơ cộng 2 tìm cực trị, tức là tìm cực đại cực tiểu của hàm số này. Đấy. Thì đầu tiên các bạn này đến chỗ là bao giờ nó mở home, nút home. Đấy. Rồi các bạn đến chỗ phương trình, có thể ra các mục này. Thì đến chỗ phương trình thì ok. Đấy. Chỗ này home phương trình. Đó là phép toán thường rồi, đây là phương trình đây. Đây. Ok. Đến phương trình. Các bạn chọn phương trình bậc 3. Bây giờ nhập hệ số A là 1, B là 0, C trừ 3, còn D là 2. Đấy. Rồi các bạn ấn ghi exit. Đấy. Thì nó ra trả nghiệm. Exit nó sẽ ra nghiệm nhá. Tiếp tục này, nhận exit tiếp. Đấy. Thì nó sẽ ra cực đại này. Y cực đại bằng 4. Rồi, cực tiểu, y sơ cực tiểu bằng 1. Rồi y cực tiểu bằng 0. Đấy, bây giờ quay lại này, bây giờ ôm lại này. Ra nghiệm này. Đây, cực đại là y sơ, thì bấm lại một chút này. Đây. Bây giờ tiếp tục này. Cực đại y sơ bằng -1. Này, y sơ bằng -1. Y cực đại là bằng 4. Cực tiểu hàm số đạt cực tiểu tại sơ 1. Còn y cực tiểu exit tiếp là bằng 0. Này các bạn nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo.